Kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Hiện giờ lá cao su vàng hết rồi cô bác anh chị. Có nơi thì rụng hơn một nửa rồi. Và như vậy đã chính thức bước vào giai đoạn cuối vụ rồi. Nhiều nơi như là ở trên đây là cao su non đó, cô bác anh chị, thì lá nó cũng vàng hết một nửa rồi. Còn những lô mà đang thu hoạch đó thì cây nó vàng toàn bộ, chỉ có những cây mà nó còn như là không khai thác hay là nó còn sung sức á, hay cái giống khác đó các anh chị, thì nó vẫn còn một ít lá xanh, chứ còn đa số thì nó vàng hết. Và khi nó vàng như thế này thì nó rụng rất là nhanh cô bác anh chị. Những cơn gió mạnh cũng như là những cơn mưa mà cuối mùa thì nó sẽ làm cho càng mau rụng hơn nữa cô bác anh chị. Đối với ngành cao su thì cái mùa đẹp nhất là cái mùa ra lá non xanh đó cô bác anh chị. Lá xanh kêu bằng non xanh đó, rất là đẹp. Còn cuối mùa thì những cái màu lá vàng này thì nhìn cũng đẹp nhưng mà rất là đẹp nhưng mà buồn cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy xa như thế này thì không biết cô bác anh chị có nhìn rõ. Chúng tôi thấy toàn bộ đứng ở khu đất trống này, mình nhìn xung quanh thì thấy lá vàng hết rồi cô bác anh chị. Còn không bao lâu nữa là đến Tết. Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết rồi. Bữa nay là mùng 3 tháng 12 âm lịch rồi cô bác anh chị. Ở dưới cái hướng này nè cô anh chị thấy trụi cành luôn rồi. Còn hướng trên đây thì vàng rất là nhiều nhưng mà thấy cũng còn một ít lá. Ở dưới đây thấy trụi hết rồi cô anh chị. Và hiện giờ thì chúng tôi thấy cái giống mà BB235 với cái giống mà BB255 của anh chị, hình như là hai giống này nó lá nó rụng nhanh hơn những cái giống còn lại của anh chị. Cái giống hình như là giống VM á, VM với cái mấy cái giống rêu á, ngoại trừ rêu 4 á của anh chị, những cái giống rêu còn lại ở nông trường Minh Thành á, thì chúng tôi thấy nó còn xanh, lá còn xanh, bởi vì nông trường thì chăm sóc kỹ hơn vườn tiểu điền, thì chúng tôi thấy còn xanh. Còn đa số những cái giống BB255 với BB235 á thì thấy vàng hết rồi. Khu vực ở Bình Phước đa số trồng BB235 của anh chị.